Tôi sẽ ghi lại cái bài học hôm nay để có gì tôi sẽ gửi qua nhóm để cho chúng ta có thể xem lại được nha. Thì hôm nay thì chúng ta học buổi đầu tiên về cái nguồn sum. Các bạn mà thấy nó hiện ra thì chúng ta tức là đã hiểu nhé. Cái thứ nhất là khi mà tôi giới thiệu qua về cái nguồn sum. Nguồn sum đó là một cái thiết bị, nó là một cái bộ phận mà có trong tất cả các cái thiết bị điện tử như chúng ta biết rồi. Nguồn sum thì nó có trong tất cả các thiết bị điện tử. Thì trước khi mà nguồn sum nó ra đời thì ngày xưa là người ta dùng nguồn biến áp. Thế thì nguồn biến áp thì chúng ta hiểu rằng là nguồn điện AC nó đi qua một cái biến áp như thế này, nó lấy ra điện áp ví dụ 12V chẳng hạn, đầu vào là 220, đầu ra là 12V chẳng hạn. Sau đó người ta cho đi qua cầu diode, người ta chỉnh lưu và người ta lọc để người ta thu được một cái điện áp. Cái điện áp ở chỗ này thì nó bằng AC căn 2, cho nên là nếu ở đây mà lấy ra 12V thì ở đây nó sẽ thành khoảng 15 đến 16V. Ở đây nó ra 12V thì ở đây người ta lấy ra khoảng 9V thôi. Tức là DC ở chỗ này nó bằng AC căn 2 nhân với căn 2. Đấy, cho nên ở chỗ này mà 12 thì chỗ này nó sẽ rơi vào khoảng 16, 16V. Sau đó người ta muốn lấy ra những cái điện áp, tôi lấy ví dụ cấp cho cái con vi xử lý chẳng hạn, thì người ta lại cho đi qua con 7805 để người ta thu được 5V để cấp cho vi xử lý. Thì hiện nay ở trên một số cái thiết bị nó vẫn cứ để cái nguồn kiểu này. Cái nguồn kiểu này thì nó được cái là nó đơn giản. Đơn giản. Nguồn nó rất đơn giản, nó không có cái gì cả. Thế nhưng mà cái ưu điểm là đơn giản, nhưng cái nhược điểm của nó thì một là nó cồng kềnh. Cồng kềnh đúng nhỉ? Biến áp thì cồng kềnh, trọng lượng thì nặng. Cái thứ hai là tần số của cái điện này chúng ta biết rằng là nó có 50 Hz thôi. 50 Hz thôi. Thế cho nên là cái điện áp ở đây sau khi chỉnh lưu xong mà chúng ta chưa lọc thì chúng ta thu được cái dạng điện áp nó nhấp nhô này. Nhấp nhô này. Và cái số lượng nhấp nhô này thì nó là 100 nhịp trong một giây. Sau khi đi qua cầu diode thì nó thành 100 cái nhịp này trong một giây. 100 nhịp này trong một giây thì cũng khá là chậm so với một cái tiêu chuẩn của nguồn điện. Khi chúng ta đấu cái tụ này vào thì các cái đỉnh nó nối với nhau. Tuy nhiên nếu mà cái tụ này mà không đủ cái điện dung cần thiết thì cái đỉnh này nó sẽ nối theo cái kiểu như này. Nó xả ra thì điện nó xuống xong lại được bồi lại cái. Bồi lại cái nó lại lên lại xuống, bồi lại cái nó lên lại xuống, và cuối cùng là chúng ta thu được cái dạng là điện hơi nhấp nhô này. Đấy, nó cái kiểu như này, cho nên là nó tốn cái kiểu nguồn này. Thì thứ nhất là nó tốn, rất là tốn tụ tụ nó phải hàng nghìn mi. Cái thứ hai là cái tải mà tiêu thụ càng nhiều điện thì cái tụ này càng phải lớn. Thì chúng ta cứ tạm hiểu một cái tụ này nó giống như cái bể nước, còn cái nguồn điện AC với cái tần số trọng như này thì giống như chúng ta cứ ví nó giống như là chúng ta cứ múc từng cái xô nước, chúng ta đổ vào bể một, từng cái xô chúng ta đổ vào bể một, thì mỗi một lần đổ một cái thì cái nước ở trong bể nó lại dâng lên một tí, xong rồi chúng ta dùng nó lại hạ xuống một tí, xong rồi lại đổ một xô mới lại dâng lên, và cuối cùng là nó thành cái nhấp nhô như này. Bây giờ muốn cho cái bể nước ở trong bể mà không đưa được thay đổi, không lên không xuống, thì một là cái thể tích của bể phải rất là lớn. Cái diện tích bề mặt của bể rất là rộng. Đấy, thì nó giống như là cái mi của tụ. Anh phải dùng cái tụ có cái mi rất là lớn. Thì mỗi lần anh đổ một cái xô nước vào thì cái mực nước ở trong bể nó không dâng lên là bao. Đấy, thì nó ví nó như vậy. Thế thì cái này tí nữa tôi có thể là mô phỏng cho chúng ta xem cái nhược điểm của cái nguồn này ở trên cái phần mềm ProTheos này. Thì cái nguồn này thì hiện nay thì các cái thiết bị điện tử cao cấp nó bỏ rồi. Những cái thiết bị điện tử mà ít tiền thì nó vẫn còn dùng. Nhưng mà đặc biệt có một số cái thiết bị điện tử thì nó lại không thể bỏ được. Như chúng ta biết, ví dụ như cái âm ly là nó vẫn không thể bỏ được cái nguồn biến áp này, nó vẫn phải dùng cái nguồn biến áp này. Đấy.
Thế thì với cái nguồn biến áp này thì như chúng ta biết rằng là ưu điểm của nó đó là nó đơn giản, và nó chỉ đơn giản đấy chứ nó cũng không phải rẻ tiền đâu, đúng nhỉ? Nó đơn giản và ít, nó ít hỏng hóc lắm. Cái nguồn này thì rõ ràng là cái độ bền có khi nó còn hơn cả nguồn xung, bởi vì nó chẳng có cái gì cả. Nếu mà anh mà làm cái biến áp chất lượng cao tốt thì nó, như chúng ta thấy cái âm ly hỏng bao nhiêu lần rồi nhưng mà cái biến áp nó có cháy đâu, đúng nhỉ? À, ít hỏng hóc. Những cái nhược điểm đó là nó chiếm diện tích, đúng nhỉ, chiếm diện tích và tăng cái trọng lượng của máy, đúng nhỉ? Nguồn xung nó rất là nhẹ nhưng nguồn này rất là nặng, tăng trọng lượng của máy. Và chất lượng, tức là chất lượng chính là cái độ phẳng của nguồn điện này này, nó không được tốt, đúng nhỉ? Chất lượng là không được, nói tóm lại là không được phẳng. Nếu như chúng ta dùng cái tụ mà không đủ cái điện dung cần thiết thì cái điện nó bị nhấp nhô như này. Thì đây là những cái ưu điểm và nhược điểm của cái nguồn xung này, à, nguồn biến áp này. Thế để khắc phục cái nhược điểm của cái nguồn biến áp này thì người ta sinh ra cái nguồn xung. Nguồn xung thì cái ưu điểm của cái nguồn biến áp này thì nó lại là cái nhược điểm, sau này cái nguồn xung này trở thành cái đây, ví dụ như là chúng ta này thấy người ta thiết kế nguồn xung. Khi người ta thiết kế nguồn xung ấy, thì người ta sẽ đổi cái AC này. À, tôi tạm thời tôi bỏ qua những cái râu ria đi, tôi đi vào cái phần chính thôi. Để tí nữa tôi sẽ nói về những cái râu ria, ví dụ như là nó là cái bộ lọc, đại khái như vậy, bộ lọc nhiễu cao tần. Đó. Nhưng cái quan trọng là cái này, sau đó đến cái chỉnh lưu và như vậy là người ta đổi luôn cái điện AC 220V này, người ta đổi luôn ra thành điện áp DC 300V. Đây là 300V DC. Đó. Và sau khi mà đã đổi thành DC rồi thì nó có âm có dương, thì người ta thường gọi cái đường âm là mát. Đấy, gọi là mát đến sơ đi. Sau khi người ta thu được 300V DC rồi, tức là từ AC chuyển thành DC, và từ DC này người ta lại cho vào biến áp, người ta gọi là biến áp xung. Biến áp xung. Và người ta dùng con đèn công suất, người ta đóng mở ở tần số cao. Thì tôi tạm thời ví con đèn công suất này như cái công tắc này. Ví nó như cái công tắc này. Đấy. Và con đèn công suất này phải được một con dao động, tôi tạm gọi là cái mạch dao động đi. Nó tạo ra cái xung điện. Nó tạo ra cái xung điện và nó điều khiển cái đèn công suất này cứ đóng ngắt ở tần số cao. Và khi cái đèn công suất này cứ đóng ngắt ở tần số cao như vậy thì nó tạo thành một cái dòng điện nó chạy qua cuộn dây này. Cái dòng điện nó chạy qua cuộn dây này nó rất mạnh. Tuy nhiên cái dòng điện này nó rất là ngắn. Tôi lấy ví dụ nó chỉ rơi vào độ khoảng tính theo khoảng micro giây thôi, vài micro giây thôi. Thời gian nó dẫn con này nó dẫn tính theo vài micro giây xong nó nhả ra. Đấy. Và cái dòng điện này nó rất là mạnh. Và khi cái dòng điện nó mạnh như vậy thì nó tạo thành cái điện áp cảm ứng ở trên cái cuộn thứ cấp này. Nó cũng là cái dạng xung chứ không phải là dạng điện áp hình sin. Bên này nếu như còn cách ly thì chúng ta vẽ mát bên này như thế này. Và cái xung điện này thì người ta cho nó đi qua một con diode, và chính vì vậy người ta gọi cái diode này là diode xung. Diode xung. Người ta phải dùng diode xung để người ta tạo ra điện áp bên thứ cấp, và sau đó người ta lọc trên cái tụ thì người ta lại thu điện, thu được cái điện áp ở đầu ra. Như vậy là bản chất của nguồn xung là ban đầu người ta đổi từ AC 50 Hz thành DC. DC có nghĩa là coi như là không hertz, không có hertz nào cả. Sau đó lại dùng cái đèn công suất này điều khiển cái dòng điện chạy qua cuộn dây này ở tần số trung bình. Thêm một cái nguồn xung nó chạy ở cái tần số từ 100 cho đến khoảng 400 kHz. Đấy, tần số nó rất là cao. Thì tôi cứ lấy trung bình là khoảng 150 kHz đi. Tần số làm việc của cái đèn công suất này nó rất là cao như vậy. Đấy, và nó tạo thành cái xung điện chạy qua cuộn sơ cấp và nó cảm ứng sang cuộn thứ cấp này. Thế thì cái mạch dao động này thì nó phải được cấp nguồn. Nguồn đấy ở đâu ra? Thì ban đầu nó sẽ có một cái mạch, người ta gọi là mạch khởi động. Và chúng ta gọi nó là trở mồi đấy, đúng nhỉ? Cấp ở đây. Thì cái mạch khởi động này ban đầu ấy, nó có một cái dòng rất là nhỏ, tức là người ta gọi là trở mồi, dòng rất là nhỏ.
Cho nên là khi mà nguồn nó chạy một cái thì cái điện áp này nó bị sụt áp xuống, cho nên người ta phải lấy một cái nguồn điện bổ sung vào. Cho nên là song song với cuộn sơ cấp này, cùng phía cuộn sơ cấp này, người ta có một cái cuộn dây thứ hai, người ta gọi là cuộn hồi tiếp. Mục đích của cái cuộn hồi tiếp này là để lấy điện áp bổ sung vào vào cái cho cái con chảo mồi này, để cho cái chân VCC này nó không bị sụt áp. Và ở đây nó có cái tủ lọc. Đấy, thì đây là gọi chúng ta gọi là con chảo mồi, đúng nhỉ? Chảo mồi. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại này, nguồn xung, bản chất của nguồn xung là người ta phải đổi điện AC tần số thấp sang thành điện DC 300V, tần số là bằng 0 Hz. Điện áp một chiều chính là điện áp, chúng ta có gọi là điện áp một chiều chính là điện áp xoay chiều có tần số bằng 0. Đó. Sau đó người ta lại cho nó chạy qua cuộn biến áp, cuộn sơ cấp biến áp, và người ta dùng con đèn công suất đóng ngắt ở tần số hàng trăm kilohertz để tạo ra cái xung điện chạy qua cuộn dây. Và cái xung điện này nó cảm ứng sang các nguồn thứ cấp, và ở đây chúng ta thu được xung điện nhé. Ở đây nếu mà chúng ta đo máy hiện sóng ở chỗ này này, nó là xung điện nhọn hoắt như này này nha. Và người ta đón cái người ta cho cái xung điện này đi qua điếu và đổ cái tụ này, và người ta thu được cái áp một chiều ở đây. Thế để cho cái con dao động này nó chạy được thì người ta cần phải có một cái điện áp nuôi. Thì cái điện áp nuôi ban đầu nó không có điện áp thấp, mà nó phải lấy từ cái nguồn 300V này, mà nó đi qua một con trở này khoảng hàng trăm kilo để nó tạo ra cái dòng điện nó nuôi cái con dao động này. Tuy nhiên khi con dao động này nó chạy thì cái dòng này nó không đủ cung cấp cho cái IC này, cho nên nó bị sụt áp xuống. Và người ta lại lấy một cái cuộn dây cùng phía cuộn sơ cấp này, người ta gọi là cuộn hồi tiếp, để người ta chỉnh lưu và lọc để nó bổ sung vào cái đường VCC này, để cho cái đường VCC này nó không bị sụt áp. Thì đây như thế này là tôi đã thiết kế xong một cái nguồn xung căn bản. Thì nó có những cái mạch như thế này, cuộn này người ta gọi là cuộn sơ cấp, tôi gọi là cuộn 1, 2 này là cuộn sơ cấp, cuộn 3, 4 thì tôi gọi là cuộn hồi tiếp, còn cuộn 5, 6, 7 thì người ta gọi là cuộn thứ cấp, cuộn dây thứ cấp. Tuy nhiên cái nguồn này thì mới đạt được cái mục đích là mới tạo ra điện. Ví dụ ở đây là 12V, ở đây là 5V. Nhưng mà cái điện áp này nó không cố định, nó mới tạo ra điện thôi. Chúng ta thiết kế nó như này nó mới tạo ra điện ở đây này. Nhưng điện áp này có thể bị tăng, có thể bị giảm. Điện áp này có thể bị tăng, có thể bị giảm, nó không cố định. Cho nên là trong cái nguồn xung bao giờ người ta cũng có một cái mạch thứ hai. Có một cái mạch thứ hai thì cái mạch thứ hai đó chính là cái mạch hồi tiếp. Thì cái mạch hồi tiếp này nếu như nguồn cách ly thì bao giờ nó phải có con photo quang, con photo quang. Thế thì cái con photo quang này thì nó thiết kế như này. Thì cái này trong cái bài chi tiết tôi sẽ giải thích cái con photo quang này sau. Trước mắt là tôi sẽ nói để chúng ta hiểu những cái bộ phận cần thiết phải có của một cái nguồn xung. Cái con photo quang này thì nó phải có điện để nó cung cấp cho nó chạy. Có điện để cung cấp cho nó chạy là một. Cái thứ hai là nó có một cái con IC. Sau này nó có hai dạng, một là cái dạng nó dùng điếu như thế này, nếu như nó để như thế này, điếu sender thế này luôn này, có một dạng như này luôn này. Thì cái con điếu sender này người ta muốn lấy ra 5V thì người ta trừ đi 1V của cái chân 1, 2 này, người ta cho điếu này 4V. Cái dạng thứ hai là người ta dùng cái con IC, người ta gọi là IC KA431, thì con IC đó nó sẽ có cái độ nhạy cao hơn là điếu rất nhiều. Thì cái mạch này, cái khu vực này này, chúng ta gọi là mạch hồi tiếp, mạch hồi tiếp. Thế như vậy là chúng ta thấy là nguồn xung này nó phức tạp hơn nguồn biến áp rất nhiều. Đấy, nó phức tạp hơn nguồn biến áp rất nhiều. Thế thì về cái nhược điểm, nói về nhược điểm của cái nguồn xung này trước đi. Nhược điểm của nguồn xung thì chính là cái ưu điểm của nguồn biến áp. Ưu điểm của nguồn biến áp là đơn giản, thì cái nhược điểm của nguồn xung là phức tạp, nhiều linh kiện. Mà đã nhiều linh kiện rồi thì rõ ràng là hay hỏng hơn là ít linh kiện. Hay hỏng, chắc chắn là hay hỏng hơn nguồn biến áp. Nguồn biến áp nó chẳng có cái gì cả để nó hỏng cả, nhưng nguồn xung nó nhiều linh kiện thì nó phải hay hỏng. Thì đấy là cái nhược điểm. Đây chúng ta thấy cái ưu điểm của nguồn xung là đơn giản ít hỏng hóc, thì cái nhược điểm của nó là phức tạp, nguồn của nguồn xung là phức tạp và nhiều linh kiện và hay hỏng. Cái ưu điểm của nguồn xung
thì chính là khắc phục được cái nhược điểm của nguồn biến áp. Một là mặc dù nó nhiều linh kiện như này nhưng mà cái trọng lượng nó lại nhẹ hơn rất nhiều, chiếm diện tích ít hơn. Những ưu điểm, một là gọn nhẹ. Cùng nếu mà chúng ta tính là cùng một công suất, tôi lấy ví dụ cùng một cái công suất ra được 100W thì cái nguồn biến áp nó phải nặng đến hàng kg, nhưng cái nguồn này nó chỉ nặng được khoảng 0,1 kg thôi. Đó, một là nó gọn nhẹ, nó mặc dù nó nhiều linh kiện nhưng nó lại gọn nhẹ là một. Cái thứ hai là cái điện áp được ra này nó rất là phẳng, bởi vì chúng ta hình dung là như này, cái tần số này nó rất là cao, mặc dù nó là cái sung điện thôi nhưng cái tần số nó rất là cao. Thì chúng ta cứ hình dung là như thế này, tôi lấy ví dụ ngày xưa chúng ta có cái bể nước, cứ 2 phút thì chúng ta lại đổ một xô nước vào trong bể, 2 phút chúng ta lại đổ được một xô nước vào trong bể. Thế thì nếu như chúng ta có cái bể mà nó không đủ rộng thì mỗi lần chúng ta đổ cái xô nước vào thì bể trong nước nước ở trong bể nó lại dày lên, đến khi chúng ta không đổ nước vào trong cái thời gian mà chúng ta chờ đợi thì nước nó lại rút xuống. Tôi lấy ví dụ ở trong bể là đang có tháo ra để dùng, đang tháo một cái vòi ra để dùng, thì mỗi khi chúng ta đổ vào một xô nước vào thì nước ở trong bể dâng lên và sau đó là nước ở trong bể cứ rút dần đi. Thế thì rõ ràng là cái nước ở trong bể nó cứ lên xuống giống như cái hình xin này, giống như cái điện này. Thế còn bây giờ là cái nguồn sung này, thì thay vì 2 phút tôi mới đổ vào một xô nước thì bây giờ là cứ mỗi một giây, các bạn hình dung được, cứ mỗi một giây nó nhanh đến như vậy, mỗi một giây là tôi lại đổ cho vào một chén nước thôi. Đấy, chúng ta cứ hiểu như vậy, thay vì 2 phút tôi đổ vào một xô nước vào bể thì bây giờ tôi cứ mỗi một giây tôi đổ vào trong bể một chén nước, và cái lượng nước mà trong vòng 2 phút đấy tôi đổ được một xô đấy thì bây giờ trong 2 phút này tôi đổ được 120 chén nước vào, ví dụ thế, hay là một 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 giây là tôi đổ được một bát nước vào thì 120 bát nước này cũng bằng một xô nước. Thì chúng ta cứ hiểu nó như vậy. Thế thì rõ ràng là một giây mà chúng ta đổ vào một chén nước thì rõ ràng là cái độ cao của bể nó gần như là nó không thay đổi mấy. Đấy, tức là đấy, chính vì đó mà nó tạo ra cái chất lượng của điện ấy. Đúng nhỉ? Chất lượng của điện là nó phẳng hơn. Cái thứ ba là khi người ta thiết kế nguồn sung thì người ta lại thiết kế được cái mạch hồi tiếp này, hay nói cách khác là như này, cái mạch hồi tiếp này nó theo dõi cái điện áp đầu ra này, thì giống như cái việc mà chúng ta có một cái thiết bị tự động theo dõi cái vòi nước. Nếu mà cái bể mà chúng ta vặn vòi nó to ra thì cái bộ phận này này nó lại báo cho cái con IC này biết, bảo hiện nay là vòi nước đang mở to đấy, anh phải tăng tốc độ lên. Một là anh phải tăng tốc độ đổ nước vào, hai là mỗi lần anh đổ vào anh tăng cái lượng nước lên một chút. Thế thì cái mạch này nó có nhiệm vụ như vậy, và chính vì vậy mà chúng ta dùng nhiều thì nó tăng tốc lên, nó tăng bằng hai cách. Một là nó tăng về cái tần số, hai là nó tăng về độ rộng sung. Thì tôi giải thích cái độ tần số với độ rộng sung là như này, tăng về tần số giống như là trong 1 phút thay vì chúng ta đổ được 60 bát nước vào trong bể thì bây giờ chúng ta đổ thành 80 bát thì gọi là tăng về tần số. Thế còn tăng về độ rộng sung có nghĩa là như này, cái số lượng bát nước ở trong 1 phút vẫn là 60 bát thôi, nhưng mà mỗi một bát tôi lại tăng cái trọng lượng, tăng cái khối lượng nước lên một chút thì gọi là tăng về độ rộng sung. Thì nó có 2 cách đấy. Thì Nguyên nói về cái sự khác nhau, ưu điểm nhược điểm của hai cái nguồn này đấy, chúng ta đã thấy được là chính vì vậy trong các thiết bị điện tử cao cấp là người ta phải chuyển sang nguồn sung hết. Thì từ cái hiểu sơ sơ như này thì bây giờ tôi mới vẽ lại cái sơ đồ khối của cái nguồn sung để cho chúng ta nắm được. Nếu mà tính về từ cái nguồn AC 220V đi vào, 50 Hz đi vào, thì các bạn phải cho nó đi qua cầu trì cho nó này có bảo vệ quá, thì cái mạch này chúng ta gọi nó là cái mạch bảo vệ. Con này là bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá dòng. Con này là bảo vệ quá, cho nó đi qua lọc nhiễu, cho nó đi qua chỉnh lưu và lọc ở đây, và chúng ta thu được điện áp DC 300V, và chúng ta có cái biến áp gọi là biến áp sung đi vào cuộn sơ cấp. Ở đây chúng ta có con đèn công suất, và đây chúng ta có mạch tạo dao động điều khiển đèn công suất này. Đó, nó như này.
Và chỗ này chúng ta có một cái mạch, nó gọi là mạch cung cấp nguồn khởi động, chúng ta gọi nó là khởi động cũng được, hay là mạch ổn áp, tức là mạch tạo ra cái điện áp ban đầu, nhưng mà tóm lại là cái mạch tạo ra áp ban đầu để cho cái mạch dao động này nó chạy. Đấy, đến đây là chúng ta thu được áp ra, đến đây chúng ta thu được áp ra. Ở đây là có ô tô, ô tô đây chúng ta gọi một cách tổng quát đi, bỏ cái ô tô này này mà chúng ta gọi là hồi tiếp đi. Hồi tiếp, trong hồi tiếp này nó có ô tô, có thể là có ô tô, có thể là có điếu. Ở đây nó người ta gọi là mạch lấy mẫu, lấy mẫu đấy, thì người ta lấy từ cái đầu ra này, người ta lấy mẫu và người ta hồi tiếp, người ta đưa nó vào đây. Đấy, thì đây là một cái sơ đồ, gọi là cái sơ đồ khối, một cái nguồn xung, thì chúng ta hiểu nó như vậy. Để tí nữa tôi vẽ lại cho nó đẹp đẹp này, tôi sẽ gửi cho chúng ta vẽ ở cái tư thế nó đang lé lé cái camera này, đâm ra là nó kiểu vẽ nó không được ngay ngắn. Thế bây giờ tôi giải thích các cái chức năng của từng cái bộ phận này nha. Thì đây chức năng của từng cái bộ phận này, một thứ nhất cái bộ phận đầu vào này, nó là cái bộ phận bảo vệ, đúng nhỉ, bảo vệ này. Đầu tiên là ngay điện vào là nó phải đi qua bảo vệ này, bảo vệ thì có bảo vệ quá dòng này và bảo vệ quá. Thế thì bảo vệ quá dòng có nghĩa là gì? Dòng điện của cái nguồn xung này tối đa là sử dụng đến 3 ampere thôi, nếu mà anh dùng hơn là nó đứt cái cầu chì chẳng hạn, để nó bảo vệ nó an toàn cho cái nguồn điện. Bảo vệ quá áp là gì? Bảo vệ quá áp là chúng ta biết rằng là nguồn của chúng ta là đang dùng điện 220, thế thì tối đa là tôi cho phép nó đến 250 thôi, 260 thôi, nếu mà dâng cao hơn là tôi sẽ làm chậm. Chỗ này thực ra nó là cái con nó là hai con diode center đấu đầu vào nhau như này, hai con diode center đấu đầu vào nhau như này, nhưng mà trong sơ đồ nó hay vẽ như này, nó hay vẽ thành chữ Z, trong sơ đồ anh em thấy nó vẽ thành chữ Z đấy. Cái con này người ta gọi là cái con ZNR, cái con này là chịu được điện áp, trong thực tế nó chịu được điện áp đến 280V thì bắt đầu nó chậm. Thì đúng ra là bên trong đó là hai diode sender đấu đầu vào nhau như này. Thì đầu tiên là chức năng của mạch bảo vệ là bảo vệ quá dòng và bảo vệ quá áp. Sau đó đến cái chức năng của cái mạch lọc nhiễu đúng nhỉ, mạch lọc nhiễu. Thế cái nhiễu này ở đâu ra? Thì các bạn hình dung là chúng ta đang dùng máy, các thiết bị điện tử này thì trời mưa sấm sét chúng ta vẫn phải làm việc, nhưng chúng ta không tắt nó đi được đúng nhỉ. Thì khi mà ngoài trời nó có tiếng sấm, tiếng sét thì nó sẽ tạo thành cái xung điện nó rất là mạnh, nó chạy theo đường dây điện của chúng ta. Cái xung điện này nếu mà có những cái thiết bị nhạy đo, nó có thể lên tới 5 đến 600V và nó vào nó làm hỏng cái thiết bị của chúng ta. Thì cái mạch lọc nhiễu này nó chính là để chặn các xung điện mà người ta gọi là xung cao tần. Thường là những cái xung này là do sấm sét nó sinh ra nha, hay còn gọi là mạch chống sét đấy. Các bạn cứ đi mua cái thiết bị của Trung Quốc rẻ tiền đấy, là cái mạch này nó đấu tắt hết, bởi vì nó rẻ tiền thôi, rẻ tiền là nó tiết kiệm được ít nào hay đấy. Thì sau này các bạn mà dùng trời mưa sấm sét nó hỏng thì các bạn lại mua cái mới đấy. Thiết bị của Trung Quốc nó bỏ qua cái này, cái này thực ra là nó chỉ là cái phía trước là cái tụ này, thì ở đây là điện đi vào nhé, giữa là cuộn dây này, phía sau là cái tụ này, nó chỉ là cái mạch này thôi. À, chỗ này là cái con bảo vệ quá đây, nó là cái mạch này, phía trước là cái tụ xong đi qua cuộn dây, thì mạch này nó gọi là mạch lọc nhiễu. Tiếp theo đến mạch chỉnh lưu, chỉnh lưu thì ta biết rằng là điện của chúng ta nó là điện xoay chiều thế này, đây là pha dương, đây là pha âm, đây là pha dương, đây là pha âm. À, nếu như chúng ta chỉnh lưu bằng một con điếu thì nó cắt cái pha âm này đi thôi, nó để lại pha dương. Còn nếu mà chúng ta chỉnh lưu bằng cầu điếu thì người ta nó lật các cái pha âm này lên thành pha dương, nên sau đó sau cái mạch chỉnh lưu cầu thì chúng ta thu được cái dạng này. Lọc, lọc thì chúng ta biết rồi, chúng ta đấu cái tụ vào thì chúng ta sẽ thu được cái điện áp đỉnh, tuy nhiên cái tụ này mà không được đủ điện dung thì nó sẽ thành cái dạng là hơi nhấp nhô đấy. Thì chỗ này là chúng ta thu được là DC 300V. Tiếp theo là cái mạch khởi động, hay còn gọi là cái mạch nhà, có lúc thì người ta gọi là cái mạch nhà chở mồi, mạch khởi động, khởi động hay còn gọi là mồi đấy. Mồi là tạo điện áp ban đầu để cấp cho cái mạch dao động nó chạy đấy. Sau khi nó chạy rồi thì sau khi nguồn nó chạy rồi thì nó lại dùng điện từ đây này, từ đây nó đi vào này, cho nên là nguồn nó chạy rồi chúng ta ngắt cái đường này đi này, nó vẫn chạy tiếp được này. Lúc này nó lôi bằng cái đường này, lôi bằng cái đường này đấy. Nhưng mà không có cái đường này ban đầu thì con này nó không chạy.
Đấy, nó phải có cái khởi động ban đầu thì sau đó nó được nuôi bằng cái đường này. Đấy, tiếp theo là mạch tạo dao động, đúng nhỉ? Mạch tạo dao động là cái mạch này nó tạo xung điện có tần số cao để nó điều khiển đèn công suất, điều khiển đèn công suất đóng mở, đúng nhỉ? Từ đó nó mới tạo ra cái xung điện để chạy qua cuộn biến áp, tạo ra xung điện chạy qua cuộn sơ cấp biến áp. Đấy, thì cái thằng này nó tạo ra cái xung điện, chỗ này nó gần gần giống như cái xung đầu ra này này. Đấy, chúng ta hiểu là như vậy. Đây, cái xung ở chỗ này nó gần giống cái xung chỗ này này, gần giống cái xung này nó rất là hẹp nha, rất là hẹp. Tiếp theo là đèn công suất, đèn công suất thì trong cuộn xung này thì nó hay dùng cái người ta gọi là mốt phép nha. Khi mà nó được cái xung điện điều khiển, được cái xung điện nó điều khiển thì đèn nó có nhiệm vụ là nó cứ dẫn tắt thôi, đèn nó dẫn có xung dương thì nó dẫn và tắt thì nó tạo thành xung điện chạy qua cuộn sơ cấp. Đấy, tác dụng của nó như vậy. Thế còn là cuộn dây này là cuộn dây sơ cấp, cuộn này là cuộn hồi tiếp. Cuộn sơ cấp này là cái biến cái xung điện này, biến cái dòng điện chạy qua cuộn dây này thành cái từ trường ở trong cái lõi ferrit, và cái từ trường này nó mới cảm ứng sang được cái cuộn thứ cấp. Đấy, thì nó mới tạo ra được cái xung điện ở đầu ra. Tiếp theo là biến áp, biến áp thì nó biến rồi cái xung điện ở cái biến áp AC 50 Hz thì nó biến cái điện áp AC bên sơ thành điện áp AC bên thứ. Thế còn biến áp này nó gọi là biến áp xung, thì nó biến cái xung điện từ cuộn sơ cấp thành xung điện ở bên thứ cấp. Đấy, chúng ta mà có máy sóng chúng ta đo ở bên thứ cấp, nó là cái dạng xung điện nó thế này thôi này, nó là cái xung hẹp như này thôi này, chứ nó không phải là cái điện như là xung vuông mà chúng ta thường thấy đâu, thành xung điện ở đầu ra. Thế còn mạch lấy mẫu, mạch lấy mẫu, lấy mẫu có nghĩa là lấy một phần điện áp ra thì người ta gọi là lấy mẫu. Tôi lấy ví dụ như áp ra có thể là 5V, có thể là 12V, thì người ta chỉ lấy một phần thôi, lấy một phần áp ra để cấp cho mạch hồi tiếp. Thế còn chức năng của mạch hồi tiếp là sau khi có áp lấy mẫu này rồi thì nó phải biến thành cái dòng điện để nó truyền về đây, tức là từ điện áp nó biến thành dòng điện nó truyền về đây. Mạch hồi tiếp là nó biến cái điện áp lấy mẫu thành dòng điện và cho hồi tiếp với xe về cái mạch dao động, đúng nhỉ? Để cho cái con dao động là nó biết rằng là hiện nay là điện áp này đang bị thiếu thì nó tăng cái tần số lên hoặc là nó tăng cái độ rộng xung lên. Hai là nó có thể là biết là điện áp này đang bị dư, đang bị thừa thì nó giảm tần số hoặc là giảm cái độ rộng xung xuống. Đấy, thì chức năng của cái mạch này là cả hai cái mạch này nó có nhiệm vụ là giữ cho điện áp ra cố định. Ví dụ nó ra 5V là cứ mãi mãi là 5V, ra 12V là cứ mãi mãi là 12V, cho dù anh dùng nhiều hay dùng ít thì vẫn điện áp vẫn không thay đổi. Thì đó là cái chức năng của cái mạch này, nó báo về cho con này biết và con này nó tự động nó điều chỉnh. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ màn hình và chúng ta cùng nhận biết một số những cái linh kiện ở trên cái nguồn xung. Đây, tôi có một cái bo mạch pha la đây, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua để chúng ta nhận biết được đâu là những cái linh kiện thuộc về nguồn xung, đúng nhỉ? Thì chúng ta nhìn bàn tay nhé, tôi ghi chậm chậm nhé, chúng ta thấy nhé, nhìn bên trên thì chúng ta có thể nhận ra này, một cầu chì nó quất quất ở đây này. Cầu chì này. Dây điện vào đi ra theo dây màu lâu là một này, dây màu lâu là một này, dây màu trắng là hai này, thì nguồn điện nó đi qua cầu chì. Sau cầu chì chúng ta thấy cái con này này chính là cái con bảo vệ quá đó, sau đó nó chạy xuống dưới này, chạy xuống khu này, đây là cái tụ này, tụ này, cuộn dây này, tụ này, tụ trước cuộn dây ở giữa tụ sau, thì ba cái anh này chính là cái mạch lọc nhiễu cao tần có tác dụng để chống sét đánh, đúng nhỉ? Chúng ta đấu tắt nó vào nó vẫn chạy được, nhưng mà mỗi khi sét đánh đoàn cái là máy của chúng ta chết. Đấy. Sau đây qua con này, con này thì tôi giải thích thêm con này, con xe xanh này. Con xe xanh này nó chính là cái con chở nhiệt. Chở này nó có đặc điểm là như này, ở nhiệt độ thường thì đo được khoảng 10 ôm. Tí có dòng điện đi qua nó sinh nhiệt, nó ấm ấm thì điện trở nó giảm xuống còn 1 2 ôm. Nó càng nóng thì điện trở nó lại càng thấp. Thì cái con này nó có tác dụng là như này. Nếu như không có con này
thì mỗi khi chúng ta cắm điện là nó hay đứt cầu chì, bởi vì cái dòng điện nó lạc vào tủ nó mạnh quá, nó đứt cầu chì mất. Thế thì nhờ cái con này nó cản cho cái dòng điện nó giảm bớt đi, nó không bị đứt cầu chì nữa. Sau cái con này thì chúng ta thấy nó đi qua cái cầu diode nó ở mặt sau đây, cầu diode ở mặt sau, thì cái này nó chính là cái chỉnh lưu. Và sau cái chỉnh lưu này thì có cái tụ tụ lọc nhé. Tôi lại quay lại cái mặt trên, thì đây là cái tủ lọc. Tủ lọc này chính là cái tủ lọc điện áp 300V, lọc điện áp 300V. Sau cái tủ lọc này thì chúng ta thu được 300V và nó đi vào biến áp. Thì trên biến áp này thì chúng ta thấy, nhìn đằng sau chúng ta sẽ thấy nó có cuộn sơ cấp. Nhưng chúng ta thấy đầu chân chân hàn thôi, thì chúng ta không nhìn thấy cuộn dây, cuộn sơ cấp, cuộn hồi tiếp, cuộn thứ cấp. Thì ở đây là con IC. Thế thì bây giờ tôi lại giải thích thế nào là IC. IC nó có giống cái mạch mà vừa nãy tôi vẽ sơ đồ khối hay không? Thế thì chúng ta hiểu là như thế này. Cái con IC nguồn mà tôi vừa chỉ nó gồm hai con này là một đấy, nó gồm hai con này là một. Những cái nguồn mà công suất nhỏ thì hai cái này nó nằm ở trong một con, thì chính là con IC vừa rồi đấy. Thế còn những cái nguồn công suất lớn thì cái này là một con IC riêng và cái này là cái đèn đèn ba chân, đèn MOSFET nha. Chúng ta hiểu là như vậy. Hay là trong cái mạch này chỉ con mạch vẽ trước, thì cái con IC mà tôi chỉ 8 chân vừa rồi thì nó chính là tích hợp hai con này bên trong, đèn cả mạch dao động này làm bên trong đó, làm ở bên trong cái con này nha. Và cái con 8 chân ấy, thì ở đây thì chúng ta thấy nó mới có 1, 2, 3, 4. Thực ra cái con 8 chân nó chỉ dùng có 4 chân thôi, 4 chân chủ yếu là dùng 4 chân, những cái chân khác nó chỉ là phụ. Đấy, tiếp theo thì chúng ta thấy ngoài IC ra, ngoài IC nguồn này ra thì chúng ta thấy nó có con khúc quất ở chỗ này này, con bốn chân này, thì con này là con photo quang. Thì lúc nãy ở trong cái sơ đồ kia tôi gọi là con hồi tiếp. Và ở đây chúng ta thấy con này là con KA431, con này người ta gọi là con khuếch đại so sánh, để nó khuếch đại cái điện áp lấy mẫu, nó tạo thành cái dòng hồi tiếp để nó truyền qua con này về IC này nha. Thế còn đây là hai cái con diode chỉnh lưu đầu ra. Ở đây là cái nguồn của cái máy điều hòa Panasonic inverter nha. Một con diode nó chỉnh lưu ra 6,5V, một con diode nó chỉnh lưu ra 12V. Đây các bạn nhìn thấy mặt sau này nhé. Sau này chúng ta dần dần chúng ta dò mạch nhiều ấy, thì chúng ta có kỹ năng là nhìn mặt sau mà biết đằng trước nó là cái con gì. Đây nhá, tôi dò trước cho các bạn xem nhé. Tí nữa tôi vẽ lại đúng cái sơ đồ của cái máy này nha. Nguồn điện nó cắm vào đây này, cắm vào đây là một này, cắm vào cái cọc này là một này, nó đi qua cái cổng chì cho lên này. Đấy. Nó đi qua cái cầu lối ở bên trên sang đây này. Đi qua cầu lối sang đây nữa này. Để nó đi vào chỗ này là cái cuộn dây lọc nhiễu cao tần,
cái đường nguồn thứ hai nó đi vào đây này, đi vào đây nó chạy ra đây và để nó đi qua cái cuộn lọc nhiễu cao tần, đi qua cuộn lọc nhiễu cao tần đây. Trước cuộn lọc nhiễu cao tần có cụm này, sau có tụ này. Đấy. Đây là cái đằng bên trên ấy. Phía bên trên đó là cái con chở hạn dòng, chở hạn dòng nó có tên là TH, TH các bạn nhìn thấy là TH301. Sau đó đến cái cầu chì cầu diode, đây là cầu diode hai chân AC này. Chân này là chân âm, chân này là chân dương, và ở cái điểm này này, điểm đây này chính là cái đường 300V, chúng ta thu được 300V này, nó chạy theo cái bàn tay tôi chỉ này. Nó chạy qua cuộn sơ cấp biến áp này. Sang đây này. Đấy. Để nó chạy vào IC. Đây là con IC 8 chân. Cùng phía với cuộn sơ cấp thì chúng ta gọi là cuộn hồi tiếp. Cuộn này là cuộn hồi tiếp. Chân này nó chạy xuống đây, xuống cái mạch rộng rộng này. Ra đây. Nó đi qua cái cầu nối bên trên ra đây. Vào âm của tủ lọc. Âm của tủ lọc. Thì đây người ta gọi là đường mát. Đường mát. Cái chân bên này nó đi qua một con trở này, các bạn nhìn thấy con trở này nhé, đi qua diode lọc trên cái tụ này, máy khác thì nó dùng tổ hóa, máy này nó dùng tụ gỗ cấp vào cái chân số 5 này, thì cái chân số 5 này chính là chân VCC. VCC à, cái con IC này thì nó không có trở mồi, nó không có trở mồi, nó mồi ở bên trong C luôn, tức là cái mạch khởi động nó nằm ở trong C luôn, nó lấy điện từ chân D sang, từ chân 8 được sang, nó mồi sang đây. Thế còn đây là photo quang hồi tiếp. Photo quang hồi tiếp. Chúng ta thấy chân 3 photo quang nó đi về cái đường mát này. Chân 4 photo quang nó chạy theo cái mạch này. Ra đây. Nó đi qua cái mạch ở bên trên. Đi qua cái cầu nối bên trên. Vào chân 4 của IC nguồn. Còn chân 3 của IC nguồn ở đây nó bị vướng cái lớp sơn. Trong trường hợp chúng ta dò mạch mà chúng ta gặp cái lớp sơn như này thì chúng ta phải cầm đồng hồ chúng ta đo, cầm đồng hồ chúng ta đo, hình như là cái chân 3 này nó bỏ trống thì phải, chân 2 nó chạy ra đây, chạy ra đây và nó đi qua một con tụ để sang cái chân số 5. Thế còn chân số 1 thì chúng ta thấy nó đi qua hai con trở nối tiếp với nhau để xuống mát. Đấy, tôi dò như vậy các bạn hình dung nhé, bây giờ tôi vẽ được ra nhé, tôi vẽ được ra, tôi chỉ không có điền được cái giá à, cái tên của linh kiện thôi, tôi dò xong là tôi có thể vẽ được nó ra. Đây các bạn nhìn nhé, tôi vẽ nó ra nhé. Đây là hai cái đường điện đi vào nhé, hai cái đường điện đi vào. Đường bên trên nó đi qua cầu chì, sau cầu chì nó có tụ bảo vệ quá, chúng ta gọi là tụ bảo vệ quá cũng được, nhưng mà gọi như vậy nó không đúng đâu, nhưng mà thực ra nó là hai diode đấu đầu với nhau ấy. Đây đi qua cuộn dây lọc nhiễu cao tần nhé. Trước có tụ này. Sau có tụ này. Thực ra cái đoạn này nó tất cả nguồn nó đều giống nhau hết. Các bạn cứ dò một cái, các bạn vẽ một cái nó thuộc lần sau các bạn. Cứ thế vẽ nó ra. Sau cái lọc nhiễu cao tần này thì chúng ta thấy nó đi qua con trở hàn dòng. Mà nó gọi là cái con TH đó. Sau trở hàn dòng thì các bạn thấy nó đi qua cầu diode. Mát bên này các bạn vẽ lên đây, sau cầu diode thì các bạn vẽ cái tủ lọc tủ hóa lọc 300V nha, và các bạn ghi đây là 300V DC, 300V DC bây giờ nó chạy vào cuộn biến áp, cuộn sơ cấp biến áp, các bạn vẽ cho tôi cái cuộn sơ cấp biến áp ra, đến đây các bạn vẽ cho tôi cái biến áp ra. Biến áp thì nó có cuộn sơ cấp
có cuộn hồi tiếp, các bạn vẽ luôn đây này, một đầu cuộn hồi tiếp nó đi xuống mát, có cuộn thứ cấp, các bạn vẽ luôn đây này, đầu cuộn thứ cấp này nó đi xuống mát, mát bên này là mát khác, cho nên chúng ta vẽ cái mát trên này thế này. Đây là diode, đây là diode, cái cuộn dây nó nhiều vòng hơn thì chúng ta cho nó ra 12 V, cuộn dây nó ít vòng hơn nó ra 6,5 V. Ở cái nguồn para này tôi đo tôi thấy nó ra 6,5 V và 12 V. Sau đó tôi nhìn thấy con IC nó có 8 chân, 8 chân thì tôi vẽ cái, và tôi biết là cái chân chân này này, sau khi nguồn 300 V nó đi qua cuộn dây nó chạy đến chân số 8, cho nên là tôi vẽ nó ra đây này, thì chạy vào chân số 8 này, đối diện là chân số 8 là chân số 1 này, tôi vẽ luôn IC ra 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. IC các bạn vẽ luôn ra đây. Đầu 1 và 8 này nó có cái khuyết, vẽ cái khuyết. Trên 6 này chúng ta thấy nó bỏ trống. Chúng ta thấy nó bỏ trống, ta gõ vẽ chữ NC vào. Cái chân số 5 lúc nãy là chúng ta thấy là từ cái cuộn hồi tiếp này chúng ta thấy nó đi qua một con trở đúng không nhỉ? Có đi qua một con điếc nữa về chân số 5 này. Đó, ở đây nó có cái tụ gốm lọc xuống mát, chúng ta vẽ thế này này. Chân số 1 chúng ta thấy nó đi qua hai con trở nối tiếp với nhau, nó đi xuống mát, vẽ này này. Chân số 2 nó có cái tụ, tụ nó vào đây, vẽ này hơi chặt thôi rồi, ta hiểu nó đi vào đây. Những cái mạch này là mạch phụ thôi, mạch phụ thôi, quan trọng là chúng ta vẽ được cái chân D này nha, chân VCC này là quan trọng này. À, chân 3 này là chân đi xuống mắt, tôi nhớ cái mang condition này, chân 3 là đi xuống mắt. Sau này chân 3 là đi xuống mắt thì ta hiểu đây là chân GLD. Chân 4 là FB. Chân 4 này chúng ta thấy nó chạy về chân 4 của photo quang. Đây, 4 photo quang. Chân 3 photo quang lúc đấy tôi nhớ là gì? Nó đi xuống mắt. Và chúng ta học photo quang rồi ta vẽ luôn cái ruột này ra. Đấy, cho nên là học linh kiện nó quan trọng như vậy. Chúng ta học linh kiện rồi thì chúng ta vẽ luôn cái ruột này. 1, 2 nó là diode phát quang. Vẽ luôn đây này. Đấy, đến cứ còn cái đoạn này này. Đoạn này thực ra như này, tất cả các nguồn nó lại gần giống nhau, cho nên là thậm chí tôi chả nhìn tôi vẽ được ra. Nên chẳng qua là chúng ta cứ nhìn một cái nha, nhìn một cái để vẽ cho nó chuẩn nha. Rõ như ban ngày này nhỉ. Đây nó còn khuất lớp sơn, chân một nó chéo chéo ra đây này, một nó chéo chéo này, nó đi qua một con trở vào đầu bên đường này, cái đường này chính là cái đường là 12 V, đường này là đường 12 V, như vậy là 12 V đi qua một con trở vào chân số 1 của photo quang, từ chân 2 photo quang nó chạy vòng lên đây này, chạy ra đây đi qua gầm con trở này vào chân K, chân A là xuống mát, chân R VRF, VRF gọi là R, nó có một con trở sang chân A là chính là con trở thoát mát, nó đi qua con trở này sang đây để lấy ở cái đường 6,5 V đầu con diode, đi qua hai con trở này nối tiếp với nhau, con này và con này nối tiếp với nhau sang cái đường này, đây là đi về mát thôi, à đúng rồi, sang cái đường này
Đúng rồi, cái đường này là cái đường 12V. Đường này là đường 12V. Dương cái tụ này là 12V. Đường 12V nó đi qua hai con chở để vào chân R. Cái này chúng ta cứ dò một lần thuộc đi, vẽ ra lần sau cứ thế vẽ thôi, bởi vì nó như nhau hết. Đây, từ đây đi qua một con chở lấy cái điện áp 12V này, đi qua một con chở lấy cái điện áp 12V này, từ chân hai này đi đến cái con ba chân rồi, trong sơ đồ người ta vẽ nó thế này, nó như con điếu gender. Chân bên trên là chân K, dưới là A và giữa là R. Thì cái thằng này nó lấy mẫu cả hai đường. Vừa rồi chúng ta thấy nó lấy qua hai con chở này ở đường 12 này vào chân R. Từ R nó có một con chở xuống chân A này. Đấy các bạn, để ý nhé, tôi vẽ sơ đồ nhé. Hai cái map này xa khác nhau nhưng mà tại sao tôi nhớ nó vào đây? Vẽ riêng. Đấy 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 đấy, đấy, đấy là cái chuẩn vẽ sơ đồ của hãng. Map khác nhau nhưng mà vẽ riêng. Ở đây nó đi qua một con chở lấy mẫu ở đường 6 con rưỡi này. Đấy, tôi đã vẽ xong cái sơ đồ. Bây giờ là tôi chỉ điền vào là xong. Điền các cái giá trị tên vào là xong. Song song với cuộn sơ cấp này còn cái mạch dập xung nữa. Đây, các bạn xem luôn cái mạch dập xung. Song song với cuộn sơ cấp. Đây, các bạn thấy cái song song cuộn sơ cấp này. Nó có diode, nó có diode gender này, nối tiếp với nhau. Đấy. Và chúng ta ghi nhớ luôn nhé, cái con PC308 là con phối tiếp nhé, IC201 là con 431 nhé, IC101 là con IC nguồn nhé. IC101 là IC nguồn, PC308 là con photo quang, IC201 là con này. Ở đây có một con diode zener nối tiếp được con diode vào đây, đây chính là mạch dập xung. Đấy, mạch dập xung. Còn đây là IC nguồn. Như vậy là tôi đã vẽ xong toàn bộ cái nguồn xung. Xem nó còn có tên nữa, điền nốt nó vào là xong. Con DZ101, ZD101. ZD101 là của mạch dập xung. D103 là của mạch dập xung. Xem tụ lọc nguồn 300V là C103. C103 là tụ lọc 300V. Đấy, tôi điền vào tí nữa tôi copy cho các bạn. Xem một này. DB301. DB301 là cái tàu diode. D102 là cái con quay về chân số 5. D102 là con quay về chân số 5. Trở lại không có tên thì thôi. Trở lại là 3,3 ô. 3,3 ô. À, chân số 5 này còn con ZD102 nữa. Con này nó chỉ là cái con bảo vệ quá thôi. E102. Con này này. Xong. Đây, bây giờ tôi copy cho các bạn. Copy màn hình cho các bạn. Vẽ giờ chúng ta học sướng này nhỉ. Có sơ đồ ngay. Có sơ đồ ngay. Đấy.
Đấy, thì các bạn cứ xem tôi vẽ vài lần thì các bạn sẽ biết cách vẽ nhỉ. Em hỏi đi. Dạ, thưa thầy là ở cái chân số 1 của IC ấy, thì nó có mắc hai con trở và nó đi xuống mát luôn nhé, thì hay cái con trở này nó để gì vậy thầy? Cái con trở này như này nha. Cái con trở này đối với IC này nó có thôi, đối với IC khác có thể không có. Thì cái con trở này thực chất và bên trong cái đèn này này, là đây là chân D và đây chính là chân S của đèn công suất nha. Đây là chân S của đèn công suất này, thì nó đi qua hai con trở này để nó tạo ra một cái điện áp, và cái điện áp này nó sẽ cung cấp cho cái mạch bảo vệ quá dòng ở trong IC. Thì hai con trở này nó rất là nhỏ, trở kháng của nó đâu đó cũng chỉ rơi vào đây, tôi mở xem. Một con có 0,47, một con có 0,51, tổng hai con này mới được có sấp xỉ một ôm. Thế cho nên là cái con này nó là cái con người ta gọi là trở bảo vệ quá dòng nha. Tổng hai con này nó sấp xỉ một ôm. Con này chúng ta đấu tắt nó cũng chạy được nha, đấu tắt nó cũng chạy được, ví dụ đấu tắt thế này, nguồn này nó cũng chạy được, nhưng nó mất tác dụng bảo vệ quá dòng. Bảo vệ quá dòng có nghĩa là gì? Khi mà dòng làm việc của bên đầu ra này nó quá cao, vượt cái ngưỡng cho phép, thì IC này nó tự nó ngắt. Đấy. Thế còn nếu như không có bảo vệ quá dòng thì khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều điện ấy, hay là nói cách khác là nó bị chập tải chẳng hạn, thì IC này nó sẽ bị chết, nó không được bảo vệ, nó chết. Vâng, em cảm ơn thầy. Rồi. Bạn muốn hỏi thì cứ bật mic lên hỏi nhé, hỏi thoải mái. Bây giờ chúng ta trao đổi đi. Thầy giảng lại cái con KA431 rồi thầy. À, Khi bốn mà ba mình một lấy điện áp mồi, đi áp mồi mà từ 12V hoặc 6,5 đi vào cái chân 1,2 á, thì nó sẽ qua một cái điện trở, nhiều con điện trở đó để đi xuống mắt á, thì giải thích quá để cho anh em hiểu. Cái áp mồi của nó là 2,5 V nhé, 2,5 V. Cái áp lấy mẫu đây này là 2,5 V. Thực ra là những cái nguồn khác nó lấy ra chỗ này là 5 V này, thì nó chỉ lấy một đường thôi, nó chỉ lấy một đường thôi, tức là nó không có hai con này. Đấy, thì khi mà nó lấy một đường từ 5 V này thì nó chỉ việc cho hai con trở này bằng nhau thôi, là nó sẽ thu được 2,5 V rồi. Thì cái điện áp này, cái ý nghĩa của cái điện áp này, hay nói cái khác, ý nghĩa của IC này, nó là cái con IC có thể so sánh. Thực ra cái con này bên trong của nó có một con IC có thể thuật toán, nó có một con có thể thuật toán. Khi mà điện áp này đúng 2,5 V thì bắt đầu mở, nó có dòng mở để nó tạo ra cái dòng hồi tiếp này. Khi điện áp này nhỏ hơn 2,5 V thì cái dòng này nó bị mất, có nghĩa là cái dòng hồi tiếp nó bị tắt. Còn khi cái điện áp này nó quá 2,5 V thì nó mở rất là nhanh, nó mở rất là mạnh. Tôi lấy ví dụ nó chỉ cần tăng lên thành 2,51 V thôi, 2,52 V thôi, tức là nó chỉ tăng một chút điện áp thì nó đã tạo thành cái dòng mở rất là mạnh rồi. Cái dòng mở mạnh này để làm gì? Để nó báo vào đây này, nó hồi tiếp vào đây này, để nó kéo cái áp chân FB này xuống này. FB này sau này chúng ta gọi nó là FB cộng. Cộng nghĩa là như này, cộng nghĩa là cái điện áp này nó tỷ lệ thuận với áp ra, thì tôi gọi là FB cộng. Khi mà điện áp ra mà tăng một chút khiến cho cái điện áp lấy mẫu này nó tăng lên một chút, làm cho cái dòng mở này nó tăng lên, dòng mở này nó tăng lên thì làm cho cái dòng đi theo mũi tên này này nó tăng lên, làm cho cái chân FB này nó giảm xuống. Và khi cái chân FB này giảm xuống thì bên trong IC này nó tự động nó giảm tần số. Nó có hai cách: một là nó giảm tần số, hai nó giảm về độ rộng xung, và kết quả là nó làm cho áp ra này giảm xuống, quay về giá trị cũ. Đấy, cái nguyên tắc hồi tiếp của nó như vậy. Để tìm hiểu sâu hơn về cái con này thì buổi mai
Buổi sau tôi sẽ mô phỏng nó hoạt động ở trên cái phần mềm ProTheBus để chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Thế hôm nay thì chúng ta cứ bàn tất cả những cái linh kiện này, tác dụng của nó làm gì đi. Thì anh nào mà có hỏi cái gì thì tôi giải thích hết tất cả những cái trên cái sơ đồ này. Và tí nữa chúng ta sẽ phân tích là giả sử nó đứt cái con này thì nó sinh ra bệnh gì, nó đứt con này nó sinh ra bệnh gì, nó đứt con này nó sinh ra bệnh gì, nó đứt con này sinh ra bệnh gì, đúng không, nó đứt con này nó sinh ra bệnh gì, thì chúng ta có thể là phân tích được và chúng ta đánh pan mẫu thì chúng ta sẽ thấy nó đúng như vậy. Thế còn để mà giải thích sâu hơn về cái hoạt động của con này thì buổi sau tôi sẽ phân tích cho chúng ta trên cái phần mềm ProTheBus, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hoạt động của con này. Nghĩa Alo, thầy ơi. là điện áp từ từ đầu điện áp đầu ra qua Vâng. qua con DC và con optoquang á, Vâng. thì cái chân 3-4 khi mà điện áp cao thì cái chân S8 trong đó thì bắt đầu nó mới kéo xuống để cho thoát xuống mắt không thầy? Nó giảm xuống, đúng rồi đấy, nó giảm điện áp đi xuống. Ví dụ cái áp này ban đầu nó là 1 V đi, 1 V đi, thì khi điện áp đây mà đúng 6,5 thì ở đây nó đang đúng 1 V, nhưng ở đây mà tăng lên thành 6,7 chẳng hạn thì ở đây nó kéo xuống còn 0,9. Vâng. Nghĩa là cái này là nó là đi áp lấy mẫu, đi áp dương, Điện áp mẫu điện áp cộng dương. FB cộng, FB cộng, Vâng. nghĩa là áp 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 ra tăng thì FB cộng tăng. Nếu mà đi theo cái đường này, đi theo cái đường này thì áp gia tăng thì đi theo cái đường này nó kéo cái áp này xuống thì gọi là FB cộng. Mà FB cộng là chúng ta gọi FB cộng là theo cái hướng IC, cộng có nghĩa là khi cái áp này nó tăng thì đi theo hướng của IC thì nó làm cái áp này tăng lên. Tức là một cái chân FB này nó có hai hướng. Nếu như chúng ta chỉnh cái chân FB này trước thì điện áp trên FB này mà tăng lên trước thì đi qua hướng IC để nó làm cho áp gia tăng. Nhưng mà nếu như đi theo cái đường hồi tiếp này mà cái điện áp này nó thay đổi trước thì đi theo đường hồi tiếp này thì nó lại tỉ lệ nghịch, tức là đây tăng đi theo đường hồi tiếp này thì nó lại làm cho áp FB này giảm xuống. Vâng, tức là hai cái đường này chúng ta hiểu là nó ngược nhau. Anh hình dung là từ FB này, cái mối tương quan giữa FB này với đầu ra này là nó có hai hướng, một là cái hướng đi qua IC, đi qua cuộn dây này, và cái hướng thứ hai là cái hướng hồi tiếp này, thì hai cái hướng này nó ngược nhau. Vâng, nó ngược nhau. Dạ rồi, hiểu cái Vâng. này. Thầy ơi, cho em hỏi chút ạ. Rồi. Thầy ơi, cho em hỏi là cái chân 2 của con IC101 ấy ý nghĩa là gì ấy thầy? Chân 2 là cái chân nội bộ của nó thôi, còn các IC khác nó không có chân này đâu. Ừ. Chân này thì nó là cái chân nội bộ của IC này thôi. À, đúng rồi. Thế thế cho em Ừ. hỏi là ở trên nhiều cái nguồn xung ấy nó có con biến trở để mình thay đổi dòng đầu ra là chính là cái hai con nối nối tiếp kia mình thay một cái biến trở để qua vào con photo quang thì đúng không thầy? Đúng rồi. Vâng. Đây ví dụ như nguồn này chúng ta đặt con biến trở vào vị trí này. Chúng ta ngoáy thì để áp ra nó thay đổi. Và nhé. Vâng. Ừ. Cảm ơn. Rồi. Bây giờ biết bạn nào hỏi tiếp cứ hỏi tiếp đi. Vâng. Nếu không có ai hỏi gì nữa thì tôi phân tích tiếp nhé. Bây giờ để sâu hơn tí nữa thì phân tích tác dụng của từng con đi nhé. Đầu tiên hai con này để làm gì? Hai con này ý nghĩa của nó như này. Con này là cái con điếc zener 150 V. Khi con đèn công suất này, bây giờ tôi ví con đèn công suất này như cái công tắc đi, như cái công tắc điện tử đi. Khi nó chạm vào một cái, nó có dòng điện nó chạy từ 300 V này, chạy qua cuộn sơ cấp, chạy qua đèn công suất này, thoát xuống đất. Và nó đang có cái dòng điện rất là mạnh chạy qua đây. Thì bây giờ con đèn này nhả ra, thì cái này thì
Cái này thì tôi có thể là ví nó như này, nó ví nó giống như là cái quán tính ấy. Dòng điện nó đi qua quận dây nó như có quán tính ấy. Thì cái này để giải thích thì phải nhà bác học người ta mới giải thích được. Tức là khi có dòng điện nó chạy qua cuộn dây này với cái cường độ rất mạnh, xong bắt đầu hở cái đầu này một cái mà dòng điện này nó vẫn còn, thì điều gì xảy ra? Nó dồn điện vào đây này, nó dồn điện vào đây này, nhưng nó không có lối thoát. Nó dồn vào đây nó không có lối thoát thì nó vọt lên rất cao. Và chúng ta đặt máy hiện sóng đây chúng ta đo thì nó cái xung điện này nó lên tới trên 600 V. Trên 600 V. Đó. Cái đỉnh xung nó lên tới trên 600 V. Và cái đỉnh xung điện trên 600 V này nó vượt quá cái điện áp chịu đựng của cái mối DS này. Nó làm cho cái mối DS này bị chết, bị chậm, đèn công suất này bị chậm. Cho nên người ta phải nghĩ ra một cách gì đó để người ta để cắt bớt cái đỉnh xung đi. Thì lúc này ở đây nó đang có 300. Cái xung điện này đi qua đây, đi qua đây nó thoát qua cái con diode Zener này về đây. Và như chúng ta thấy đây là diode Zener 150, đây là 300, thì lấy 300 cộng với 150 thì có nghĩa là còn 450. Có nghĩa là cái xung nào mà cao hơn 450 thì nó thoát qua cái đường này về đây. Nó thoát qua cái đường này về đây và nó cắt đi, nó cắt cái đỉnh xung đi, nó giữ lại một cái xung điện. Đây cái xung điện này. Nếu như không có cái mạch này này thì cái biên độ xung này nó lên tới 600 V, nhưng có cái mạch này thì nó cắt bớt cái đỉnh này đi. Nó giữ lại cái xung 450 V thôi. Thì với cái xung 450 V này thì đưa vào IC nó không bị chết. Còn nếu như chúng ta không có cái mạch này thì cái biên độ xung này nó lên tới 600 V và nó làm chết cái đèn công suất. Thì cái mạch này nó tác dụng của nó là gì? Là bảo vệ cái con đèn công suất này. Chúng ta tháo cái mạch này ra này. Nguồn công suất nhỏ thì nó chạy được vài hôm nó mới chết IC này. Nguồn công suất lớn cắm điện cái nó chết IC này ngay lập tức. Thì mạch này nó không tham gia để tạo ra điện mà nó bảo vệ đèn công suất này. Người ta gọi là mạch giảm xung. Sau này khi gặp một con IC bị chết, chúng ta trước khi thay con IC mới chúng ta phải luôn luôn kiểm tra cái mạch này, vì cái mạch này là cái nguyên nhân làm cho IC chết. Thế còn cái mạch này thì như tôi đã phân tích rồi, nó là cái mạch, cái đường ngồi này này, nó cung cấp điện vào nhưng mà dòng yếu. Dòng yếu là có nghĩa là gì? Tôi lấy ví dụ cái mạch dao động của cái con IC này nó ăn dòng, nó cần một cái dòng là 30 mA để nó hoạt động. Đấy. Thế nhưng mà cái mồi này nó chỉ đáp ứng được có 10 mA thôi. Đấy, ví dụ đấy. Thế nên nó gọi là mồi mà, mồi lúc ban đầu mà. Đấy, sau khi mà nó mồi nó chạy một cái thì bắt đầu nó phải có cái đường này nó bơm về để nó duy trì cái nguồn nó không bị sụt áp xuống. Nếu như chúng ta bỏ cái điếu này đi này, hay tháo trở ra này, mà cái mạch này nó có hai dạng. Một là nếu như cái mạch này nó vẫn cung cấp đủ đủ dòng cho cái mạch dao động nó chạy thì nguồn nó chạy vẫn bình thường, gần như bình thường. Nhiều con nguồn thì chúng ta tháo hai con này ra thấy nguồn nó vẫn chạy bình thường thì đó là cái mạch mồi này này, nó đã đáp ứng đủ dòng cho cái mạch dao động. Cái dạng thứ hai là nó không đáp ứng đủ dòng cho mạch dao động thì chúng ta thấy là điện áp ra nó có này, xong nó lại mất này, xong lại có lại mất này. Lý do là nó lạp vào cái tụ này đủ cho IC nó chạy chạy một cái nó sụt áp xuống nó lại ngắt, dẫn đến hiện tượng dao động. Thế còn nếu như cái diode này mà chập, diode này mà bị chập thì chúng ta thấy là điện áp nó mồi vào đây bao nhiêu nó chảy qua diode chập này, chảy qua đây xuống đất hết, không còn điện để nuôi cái mạch dao động nữa, cho nên điện áp vào 300 V còn mà áp ra thì bằng không. Nếu điếu này chậm thì áp ra bằng không. Điếu bảo vệ này chậm thì cũng thế, mồi vào đây bao nhiêu chập qua điếu này xuống đất hết, áp vào có áp ra bằng không. Hai con trở này mà đứt thì rõ ràng là không có dòng đi qua đèn công suất thì cái con IC này nó cũng không chạy được. Hai con trở đầu tắt thì tôi đã bảo rồi, nó vẫn chạy nhưng nó mất tác dụng bảo vệ thôi. Thế còn cái mạch hồi tiếp này thì nó như này, nếu nó đứt cái con trở này đi, nó đứt con trở này đi thì rõ ràng là không có cái dòng đi qua cái con diode này, không có dòng đi qua diode này thì cái con đèn bên này nó cũng bị tắt.
thì giống như chúng ta cắt cho này đi, đúng rồi, gần giống như chúng ta cắt cho này đi. Khi chúng ta cắt cái này đi, giống như chúng ta cắt cái này đi, thì điện áp đấy nó tăng lên. Ở trong IC nó có một cái điện trở nó mắc từ cái chân VCC này sang ra đây này, cho nên nó mới có cái điện này này, nghe. Thì nó còn đi vào trong mạch của nó nữa. Khi mà nó không có cái điện, tức là cái chân FB này nó không được thoát xuống đất, thì áp này nó tăng lên, nó có thể tăng lên khoảng 2 V chẳng hạn. Khi điện áp chân FB tăng thì cái áp ra này nó cứ tăng tăng và nó cứ tăng mãi và tăng đến giả sử 12 V thì nó có thể tăng gấp đôi, tăng gấp đôi và có thể làm chết các cái linh kiện ở đằng sau. Tuy nhiên cái con IC này bao giờ nó cũng có cơ chế nó bảo vệ quá áp, đó nó chính là nó theo dõi cái chân này này. Khi mà cái đường hồi tiếp này nó đi vào đây mà nó tăng cao quá thì IC này nó tự nó ngắt, tự nó ngắt. Cho nên là cái điện áp này nó tăng đến một cái ngưỡng nào đó thì nó ngắt. Ví dụ nó tăng không phải là tăng đến tận gấp đôi mà nó chỉ cần tăng đến khoảng 16 V, 17, 16, 17 V thì nó ngắt. Nó ngắt xong nó lại chạy, nó lại ngắt lại chạy. Nó có hai loại IC. Một loại IC là khi mà thấy điện áp ra cao thì nó ngắt hẳn, nó không cho chạy lại. Cho nên dẫn đến hiện tượng là áp ra xuất hiện một lần rồi mất. Và hình như là cái con IC của cái máy Pala này nó là như vậy. Nó có hai dòng IC, một cái dòng là nó dùng cái con MIPS MIP 2K2. Nếu mà tí mà chúng ta nhìn con này là MIP